Ok, hôm nay thì mình giới thiệu một cái mẫu mạch mới ha. Đây, mạch mới đây. Có reverb ha. Delay và beat echo ha. Ok, đây là phần tầng chỉnh phía trước này ha. Rồi, cái này là biến tấu xuyến ha. Đây, đây là bên trong main công suất nè. Đây, phần rè nè ha, ba công suất. Mở ra nè ha, mở ra lo nè ha. Thì đối với cái bo mặt này 8 ohm, 400W à. 4 ohm. Ok chưa? Mình biến tấu xuyến. Ok ha. Thì mẫu này biến tấu xuyến chạy nguồn 32V đôi ha. Đây. Ok chưa? Rồi, phụ kiện kèm theo gồm có là dây bình nè. Có dây lo nè ha. Rồi, dây nguồn nè. Rồi cái remote ha. Đây. Đây là phần lắp micro không dây. Micro không dây là 8V ha. Ok, đối với ba mạch này vừa chạy bình ắc quy và vừa chạy điện 220 ha. Mình đang đối với cái công suất 200W 8 ohm đến 400W 4 ohm thì mình cho phép chạy 4 tốc đôi, 5 tốc đôi hoặc là 3 tốc đôi. Lôi đơn thì mình chạy 4 tốc đơn, 5 tốc đơn. Ok chưa? Thì ở đây mình đang test bình nè. Vừa bình và vừa điện song song ha. Đây mình test nhanh test bình ha. Đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành test cái tiếng micro. Các anh em xem. Một, hai, bốn, năm, sáu, tám, chín. Một, hai, bốn, năm, sáu, tám. Echo, debit, delay, reverb. Tám echo. Alo, một, hai, bốn, năm, sáu, tám, chín. Alo. Delay đang có trạng thái là mắc reverb. Delay, debit, mắc luôn. Echo đang đóng. Gặp mình hoài với echo này. Alo, một, hai, bốn, năm, sáu, tám, chín. Alo. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Anh 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Anh 1, 2, 4. Ok, bây giờ mình sẽ test nhanh một bài nhẹ hơn. Còn cái phần tiếng thì vượt các bạn không nên.